Hello, hôm nay là một buổi chiều thứ bảy, vô tình đi qua đây nè. Đây là một cái khu vực quận 12 nha. Ôi, quận 12 mà ở mé sâu sâu bên trong á. Không, ruộng rau muống nè, xanh rì không. Đó, rau muống không, không một bóng người luôn, rất là mát. Đó, đây là cái đường này chỉ có vừa chiếc xe hơi thôi. Mình mà vô đây á, là muốn quay đầu lại là cứ chạy hoài, chỗ nào mà quay đầu được thì quay, nhưng mà cũng rất là xa nha, rất là mát. Giờ này là cũng 4 giờ mấy rồi, gần 5 giờ. Không, cảnh nó mát không, đứng đây không mà cũng rất là mát, rất là thích. Rồi, đối diện với cái đó là một cái bờ kinh, một cái kinh nước chảy rất là xiết kìa. Họ nhìn có một chỗ lục bình nào sẽ thấy được cái nước nó chảy, nước sẽ chảy mạnh lắm. Đó, đây bờ kinh, xa xa có một căn nhà, qua bờ kinh á có một căn nhà, bên kia cũng rất là ấy á. Đó, chia sẻ một cái cảnh rất là mát. Đó, đây là khu vực quận 12 nha. Quận 12 thấy còn rộng không, rộng mênh mông. Xa xa kìa, thấy cảnh quê không, đúng là cảnh quê luôn á. Nhưng mà đi một chút xíu nữa là sẽ ra tới Gò Vấp, tới trung tâm quận 12. Rất là mát luôn á. Muốn đứng đây hoài luôn á. Gió lồng lộng luôn. Xa xa có cặp chuối nữa kìa. Thì hơi mờ đúng không? Quay ngược. Ngược sáng hôm nay nó sẽ mát hơn nè. Đó. Dòng sông nào đưa người tình đi, biển biệt mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa, hoàn hạt bay bay mãi bó trời mơ, về đồi sim ta nhớ người vô bờ. Ồ, mát ghê không? Sông này cũng sạch đó nha, sông này là có cá đó, có cá, có lươn rồi này kia, có rắn rồi này kia luôn. Rồi thôi, chia sẻ một cái khung cảnh rất là mát mẻ vào một buổi chiều thứ bảy, vô tình đi ngang đây. Bye bye, xin chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc bên người thân. Ở xa xa có một con chó đó, đó chưa, xa xa có một con chó. Khi mình zoom xa xa thì nó hơi bị nhòe xíu. Rồi, bye bye.